À, dạ vâng, xin chào tất cả mọi người quay trở lại với kênh Hoàng Đức TV của mình nhé. Hiện tại mình đang đi trên con đường đi vào phía bên bản Hán thuộc xã Triềng Pha, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Còn cái chỗ mình đang đi bây giờ là cái đường bê tông đi vào bản Nong Lào, đi từ bên phía phòng lái đi vào bản Nong Lào nha mọi người nhé. Đã có đường nông thôn mới nhưng mà cái đoạn mà đi vào bản Hán thì là đường đất, cho nên là đi rất là vất vả và khó khăn. Đi vào những cái ngày mưa thì rất là khó. Đây, đường đây. Các bạn quan sát trên màn hình thì sẽ thấy nó rất là bình thường thôi, bởi vì cái cam của mình nó hơi chổng lên trời một chút. Mình không để ý cho nên là nó hơi khó quan sát một chút, cho nên là nó sẽ nửa cái mặt đất và nửa cái bầu trời. Mong mọi người hết sức thông cảm. Đây là thuộc cái con đường chúng ta đang đi bây giờ đang là thuộc vào cái địa phận bên bản Hán rồi. Đấy, từ cái đoạn này đi vào thì sẽ là mất tầm khoảng độ hơn 2 km đường đất. Nhưng mà từ đoạn này đi thì sẽ chỉ toàn xuống dốc, cho nên là cái vào cái thời điểm này tháng 7, tháng 8 này mùa mưa thì nếu mà trời mưa xuống một cái là thôi rồi luôn, bà con khỏi phải đi ra. Ở trong bản này có rất là nhiều hộ dân, gần 100 hộ dân. Đấy, nhưng mà cái con đường đi vào thì rất vất vả và khó khăn. Vào cái mùa mưa thì thôi rồi luôn. Mấy cả bây giờ nhé, mọi người quan sát hai bên rìa đường, mấy cả cái đường này chỉ đủ cho cái đường đường rất là rộng nhé. Đây, hiện tại bây giờ anh em mình đang đi ô tô, xe bán tải, nhưng mà vẫn có thể đi được, nhưng mà phải hơi mò mẫm một chút. Nhưng mà các bạn nhìn này, cái đường này nó hai bên dưới đường này bà con không hề làm cỏ luôn, không hề phạt cỏ luôn, vẫn để mọc tùm. Nếu mà các bạn đi trải nghiệm bằng con mắt thường ấy thì các bạn sẽ quan sát rõ hơn là cái con đường này, cái cỏ mọc hai bên đường này nó tùm đến cỡ nào. Mình đi ô tô mình phải mò mẫm để đi xem là có quan sát xem là có bị hùm nào hay không, tại vì nó toàn mọc cỏ hết, không nhìn thấy cái gì luôn. Nếu các bạn nhé, có thể đi xe máy là thậm chí nó có thể cái cỏ ở hai bên dưới đường này nó còn va quệt vào cả người mình cơ mà. Chứ hiện tại bây giờ anh em mình đi ô tô thì nó cũng khá là vất vả một chút, mà không sao, mình vẫn có thể cố gắng để đi hết cái con đường này để cho mọi người cùng xem là cái này nó là do dân hay là do những người cầm quyền ở trong bản hay là do ai, thì mọi người cứ thử bình luận xem nó là do đâu. Đấy, còn dân ở đây không phải là, cũng không phải là thuộc dạng gọi là nghèo đói lắm đâu, nhà cửa thì cũng khá giả, bản trong này rất là đông dân. Nhưng mà đấy, mọi người nhìn đường xem như thế này có chấp nhận được không. Mình thì mình đã ý kiến rất là nhiều lần rồi nhưng mà không hiểu kiểu gì mà thấy bảo là cũng có xin ở bên xã rồi. Đấy, xin được cấp đường bê tông nhưng mà không được, vẫn chưa được, bảo là sẽ làm nhưng mà vẫn chưa làm. Đây có thằng em trai đang cắt cỏ này. Đấy, cho anh đi nhờ cái nhá. Rồi ok, bây giờ chúng ta hãy cùng bàn tiếp cái con đường này. Bây giờ đang xuống dốc ở đang chuẩn bị xuống dốc đi xuống bản ở trên trên này thì vẫn là trên đỉnh dốc thôi, ở trên này chứ không có nhà mới đâu, chỉ có mỗi một cái nhà của ông chú ở trên đường vừa nãy mình đi qua thôi. Còn đây là bắt đầu chuẩn bị xuống dốc đi xuống dưới bản. Ngày hôm nay thì mình sẽ do cái thời hạn gian của mình nó không được ấy, bởi vì là mình sẽ chỉ quay con đường được thôi, mình sẽ không quay cảnh trên cao. Nếu mà mọi người muốn biết cái cảnh trên cao của cái bản này nó đông dân cỡ nào thì mọi người có thể gõ ở trên kênh của mình là toàn cảnh trên cao của thuộc về bản Hán xã Trường Pha ấy. Đấy, mình có quay một cái clip riêng rồi, thì ai có tò mò có muốn tìm hiểu thêm cái bản này nó như thế nào thì mọi người có thể sang bên đấy để xem giúp mình nhé. Còn ở đây thì mình sẽ chỉ ghi con đường thôi, và chút nữa mình sẽ cho thêm một ít cảnh đồi chè, vườn chè ở bên phía bản Nong Lào cho vào cho quý vị cùng ngắm cảnh đẹp ở nơi đây như thế nào nhé mọi người nhé. Đấy, cảnh thì rất là tuyệt vời rồi.
nhưng mà đường thì ối dồi ôi luôn, đi hơi là khó, cho nên là đường đi thì ối dồi ôi. Nên là mình hiện tại bây giờ là mình đang cho cái tốc độ của cái video nó nhanh lên một chút. Mình sẽ lấy cái này, không phải là âm thanh gốc luôn nhé, cái này là mình quay xong bây giờ mình thuyết minh theo cái đoạn video mà mình đã quay đó. Còn nếu mà tính ra cái thời gian thật sự của nó thì đi mất khá là nhiều thời gian, bởi vì mò mẫm. Bây giờ đang đi tới một cái con suối đầu nguồn của cái bản này để lấy nguồn nước mang về để sử dụng, ăn uống tắm rửa các thứ. Đấy, mọi người sẽ mang cái ống nhựa để đi lấy từ nguồn về, dẫn về tận nhà để sử dụng luôn. Mỗi nhà một ống, mỗi nhà một ống. Đấy, đây cái ống nước đang ngang qua trên đầu chúng ta đây. Đó, đây là một cái con suối. Bình thường nếu mà mọi người không lấy nước về nhà ấy thì suối này rất là nhiều nước luôn. Ừ. Thậm chí cái con suối này còn đủ cả nước để cung cấp cho một bản ở bên phía Trường Khoang, đó chính là bản Mẩy thuộc xã Trường Khoang, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. Ừ. Do bên ấy không có đủ nước. Đây, đoạn này hơi dốc mọi người. Không phải là hơi dốc mà gọi là quá là dốc luôn. Đấy, dốc cái này, cái dốc này nó phải rơi vào tầm khoảng độ cái tính theo cái độ dốc của nó chắc nó phải rơi vào tầm khoảng độ 45 độ. 45 độ cái dốc này. Cái này mà đi xe máy ai mà không quen thì thôi rồi. Thật, mình nói dám khẳng định với các bạn luôn, ngày xưa mình đang tập đi xe nhưng mà đi cái đoạn đường này là ngã sập mặt luôn đấy, chứ không phải đùa đâu. Khá là dốc. Cái này là người ta đã nâng cấp và chuyển hướng đường đi một chút rồi. Cái hướng đằng trước thì nó còn dốc hơn nữa. Đây. Bây giờ sắp xuống đến bản rồi mọi người. Đây. Có một nhà qua ở đây rồi. Còn chúng ta xuống hết cái đoạn này là xuống đến cái đoạn cua cua là sẽ xuống đến đường bản rồi. Đây. Hết đoạn cua này là đến bản. Ừ. Cái này một cái cua rất là khó. Cái này phải lùi lại thì mới cua được hết. Không thể cua một phát được luôn, cua hơi gấp, cua gọi như là cua tay áo luôn rồi. Đấy, bây giờ đã đi ra khỏi cua và bây giờ anh em mình sẽ gửi xe ở đây thôi, sẽ không tiếp tục đi được đến tận nhà mà nhà ông bà mà mình sẽ đi ngày hôm nay. Đấy, bởi vì còn một cái cầu nữa phải đi qua ao, thứ nữa thì đường hơi bé hẹp không đi được. Anh em sẽ để xe ở đây để đi bộ hoặc là đi xe máy để tiếp tục di chuyển từ đây lên nhà ông nội của mình. Đây, đang đi xe máy đây. Rồi, bây giờ thì chuyển cảnh sang bên phía đồi chè thuộc bản Nong Lào, huyện Tân Châu, tỉnh Sơn La. Thì vừa rồi thì mình đã ghi hình cái con đường rồi, thì mọi người hãy cho mình biết cái ý kiến bên dưới để chúng ta cùng bàn bạc xem là đi tìm đi đến cái hướng giải quyết để cho bà con có con đường đi lại thuận tiện hơn nhé. Cái này là đồi chè bên phía Đông Lào này, và xin mời tất cả mọi người hãy cùng ngắm cảnh đẹp ở nơi đây, đồi chè Đông Lào.